Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao dồi cho đến ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mênh ấm u con ngày đêm, nhận thân xác họ tràn lan ở thiên. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho các thầy thuốc chúng con ân lành để chúng con tiếp tục được chữa bệnh. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có điều kiện để dựng nhà rạp và gìn giữ cho các bệnh nhân được chữa bệnh bình yên trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay, Chúa đã ban cho chúng con có nơi chốn lành lặng để các bệnh nhân yên tâm điều trị, tránh mưa, tránh nắng, tránh cát bụi. Chúng con ngợi khen danh Thiên Chúa đã mang đến những thiên thần, những vị có tấm lòng bác ái đã học đồng hành giúp sức phục dựng lại phòng khám này, nơi mà Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã tâm huyết dày công xây dựng vất vả. Chúng con cảm tạ công ơn của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã yêu thương và đón nhận tất cả bệnh nhân ung thư đến đây như những người con để được cứu chữa với tấm lòng yêu thương cho không của Cha, mà giờ đây các thầy thuốc đang tiếp nối. Chúng con nguyện xin Chúa soi đường chỉ lối cho các thầy thuốc được luôn bền lòng, trì trí, đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, cùng nhau giúp đỡ cho các bệnh nhân như chính tâm huyết Cha đã dặn dò cho các thầy, gìn giữ con đường cứu người mà Cha đã để lại. Cuối xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Cha Phêrô cùng các đẳng linh hồn lên chốn nghỉ ngơi. Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Cổ Truyền Giáp Thìn năm 2024, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh tổ chức thực hiện chương trình đặc biệt mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Đầu năm mới, thay mặt các thầy, Truyền thông Thành Võ kính lạy Chúa, lạy Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, chứng giám lòng thành của các thầy, các bệnh nhân, người nuôi bệnh tại phòng khám cùng các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước luôn một lòng hướng về Đức Chúa, về Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường và mong người soi đường dẫn lối, cầu bình an và ban hồng ân đến với chúng con để chúng con tiếp tục con đường cứu người từ công trình khoa học của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường để lại: ăn cháo nano, uống thảo dược nano, hỗ trợ điều trị ung thư và thực hiện phương châm yêu thương cho không, ăn cây cỏ mang hạt giống, ăn cây cỏ buông bỏ cho không. Sau đây, mời quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nghe ông Bùi Văn Thưởng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cha Tường yêu thương cho không và các thầy đọc thơ chúc mừng gửi đến mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Kính thưa quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng quý bệnh nhân, nhân dịp năm cũ năm 2023 đã qua, năm Giáp Thìn 2024 đến,
cho phép phòng khám cha tường yêu thương cho Phong và các thầy. Xin kính chúc quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương an khang, thịnh vượng, tài lộc, may mắn và hạnh phúc. Xin kính chúc quý bệnh nhân năm mới dồi dào năng lượng, một năm mới sức khỏe mới. Thời gian qua, nhờ có sự chung tay đóng góp của quý báo đầy ý nghĩa của quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm, sự đồng hành của quý bệnh nhân để phòng khám kịp thời có những cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ điều trị đạt hiệu quả cao cho những bệnh nhân ung thư về sum họp với gia đình, phát triển kinh tế, hòa nhập cộng đồng. Chính vì những nghĩa cử cao đẹp ấy, năm 2024, phòng khám cha tường yêu thương cho Phong và các thầy mong sự đồng hành của quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm để phòng khám được phục vụ những bệnh nhân không may mắc bệnh ung thư trên con đường yêu thương cho Phong theo lời dạy của cha cố Pedro Nguyễn Văn Tường. Một lần nữa xin kính chúc quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương và quý bệnh nhân có một mùa xuân ấm áp xung vầy bên những người yêu thương. Xin trân trọng kính chào. Sau lời chúc mừng năm mới con Bùi Văn Thưởng, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cha tường yêu thương cho Không và các thầy, tiếp theo là lời chúc của các bệnh nhân của phòng khám cha tường yêu thương cho Không và các thầy từ miền Nam ra đến tận miền Bắc để tri ân các thầy, các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm trong nhà ngoài nước, các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương đã nhiệt tình giúp đỡ phòng khám phục dựng lại các công trình kỷ niệm đặc biệt này. Ngay cả những lúc khó khăn nhất để phòng khám xây dựng uy tín, tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong việc hỗ trợ điều trị ung thư của cha Pedro Nguyễn Văn Tường nghiên cứu hơn 20 năm qua và đã áp dụng hỗ trợ điều trị thành công tại quê hương của cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Okay, so since it's a Lunar New Year's coming, they want you to wish all the patients and doctors and the treatment center to be a good and peaceful and successful place. Okay. Hello. We wish the doctors and all the patients a happy and healthy new year. Is that it? Yeah. Okay. Oh, and all the supporters. Oh, and all the supporters around the globe. Okay. Cậu muốn chúc cho cái chỗ này được thành công. Đó, đơn giản là vậy. Quý thầy ở đây rất là tuyệt vời. Quý thầy ở đây là cha đã đào tạo 10 năm. Quý bệnh nhân mình á, tới cũng như chưa tới phải cố gắng phải nghe theo thầy. Mình để thầy để tại vì cha đã uống nhục 10 năm rồi thì quý thầy có kinh nghiệm hết. Cho nên mình là bệnh nhân không tới thì thôi, tới thì phải gắng kiên trì cố gắng để mà giữ được mạng sống của mình. Mình tới đây là coi như là cha đã đẻ mình ra thêm lần hai rồi. Dạ xin thưa với quý thầy, con là bệnh nhân khi tới đây cũng đau nhất lắm, mà đầu tiên thì cũng đau khoảng 2 tháng, nó đau nhiều và dần dần nó cũng bớt đau. Dạ xin con xin thành tâm trước là đội ơn cha, đội ơn Chúa và cha và quý thầy, và xin chúc cho quý thầy dồi dào sức khỏe, đầy đủ nghị lực đi được con đường của cha để mà cứu nhân độ thế. Các Mạnh Thường Quân sao? Dạ bây giờ xin thưa với quý Mạnh Thường Quân, ở phòng khám của cha đây đã bị phá dỡ rồi, mà theo mình là bệnh nhân, mình cũng theo kiên trì ở đây để quý thầy chữa bệnh. Nhưng mà khi đã đập dỡ rồi thì nó chóng quang hết, cũng nhờ quý Mạnh Thường Quân chung tay góp sức để mà khôi phục lại phòng khám. Như vậy là mình rất là mừng và xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước rất là nhiều, và chúc sức khỏe quý Mạnh Thường Quân vào quý thầy ở đây được dồi dào sức khỏe. Giờ quý bệnh nhân tới đây cũng ôm pháp đồ của cha mà vượt qua cái bệnh khổ này để về với gia đình. Dạ xin cảm ơn cô. Thì trước khi dứt lời, tôi cũng xin chúc cho quý thầy và các nhân sự trong phòng thuốc được đó là dặn sự an lành và có nhiều sức khỏe để ý về đó là lo cho bệnh nhân tốt đẹp hơn,
và cũng chúc cho bệnh nhân và gia đình được là an khang thịnh vượng, hoàn thành là trong cuộc sống. Còn đối với Mạnh Thường Quân với nhà Hảo Tâm rồi. Còn Mạnh Thường Quân và Hảo Tâm á, thì các nhà này á, thì tôi xin chúc cho quý vị được là dồi dào sức khỏe, thành đạt trong là công việc là sản xuất, để có nhiều giúp nhiều công sức cho phòng thuốc được là để hỗ trợ cho bệnh nhân được tốt đẹp hơn. Dạ, xin cảm ơn chú. Thì buổi qua năm mới thì chúc ở thứ nhất là ở phòng khám yêu đương cho công của cha Tường, và chúc hết tất cả các thầy là có được một sức khỏe dồi dào để năm sau điều trị cho những bệnh nhân tốt. Trong dịp Tết năm nay tôi chúc cho phòng khám cha Tường và các thầy và các bệnh nhân được mau chóng sức khỏe và các thầy mạnh khỏe để tiếp tục chữa bệnh cho những người khó khăn và người nghèo đến với các thầy cho nó tốt đẹp. Còn đi Mạnh Thường Quân, Mạnh Thường Quân thì nếu những người mà có điều kiện thì hãy nên để ý những cái chỗ này để làm những cái lòng từ thiện đến những cái chỗ khám bệnh, còn rất nhiều người khó khăn và không có điều kiện để ý chữa bệnh. Và tôi cũng chúc mấy người bệnh ở trong đây mau mạnh khỏe để tiếp tục giới thiệu những cái người hay là kêu gọi những người Mạnh Thường Quân để giúp đỡ những cái chỗ khó khăn này cho nó hoàn thiện tốt đẹp hơn. Dạ, xin cảm ơn anh. Rồi, trời ơi. Đối với con chúc là trước hết là con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, rồi cảm ơn các thầy, chúc các thầy có được chuẩn bị năm mới được an khang thịnh vượng, mọi điều như ý. Chúc các thầy có nhiều sức khỏe để tiếp tục chăm các bệnh nhân, rồi chúc các bệnh nhân được mau khỏe để trở về nhà với con cái, với gia đình. Rồi xin cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho phòng khám, và chúc các Mạnh Thường Quân cũng có nhiều sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ các bệnh nhân nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Chúc thêm năm mới, Tết đến xuân về, trong lòng chị rất là láo lức thật, nhưng mà chị cũng chúc quý thầy một năm mới thật nhiều sức khỏe và nhiều bình an trong cuộc sống, nhiều thành công trong cuộc sống nữa. Và chị cũng hy vọng, điều chị mong muốn lớn nhất là sau này ở phòng khám của quý thầy là trung tâm, là trung tâm chứ không phải là phòng khám đó. Trung tâm đào tạo cho nhiều người biết tới phác đồ này. Còn đối với Mạnh Thường Quân? Đối với Mạnh Thường Quân thì con là một người bệnh nhân ở đây đó. Cảm thấy mình rất là nhỏ bé khi mà mình mắc phải căn bệnh ung thư. Thì đến đây thật được cha cũng như quý thầy đón tiếp mình, ân cần giúp đỡ mình. Cho đến lúc mình đã lành bệnh mà đi ra viện đó. Con rất cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Những người có tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ cha cố khi còn ở tại thế, và cho đến nay vẫn tiếp tục giúp đỡ quý thầy và tất cả những bệnh nhân đang ở đây rất là nhiều, cần đến nhiều chi phí. Con ước mong rằng những Mạnh Thường Quân đó cũng tiếp tục yêu thương và trao không kết nối như cùng với quý thầy để phòng khám này mỗi ngày được phát triển trong tương lai. Còn đối với bệnh nhân nhắn nhủ với bệnh nhân cũ? Con cũng nhắn nhủ lại tất cả những bệnh nhân còn ở lại, cố gắng, hãy cố gắng gìn giữ sức khỏe, ăn ngủ nghỉ đúng giờ giấc và đừng bao giờ bỏ cuộc để đạt một cái hiệu quả cao nhất và sớm được ra viện. Thêm năm mới xin rất thình thì mình cũng chúc các thầy và quý bệnh nhân, quý thân nhân, quý bệnh một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin đáp. Dạ, xin cảm ơn anh. Sang năm mới thì tất cả mọi bệnh nhân gần xa là mình, một khi mình đã nghe được cái thông tin này, nếu mà tất cả mọi người đều có bệnh ca thì mình tất cả đều đến với cha và các thầy cho sớm sớm để mà để thầy
được kịp cứu chữa để mà mang cuộc sống mới lại cho mình. Là sang năm mới là chúc cho các thầy mạnh khỏe, sang năm mới một năm mới an lành trong lĩnh vực, và tất cả bệnh nhân an lành để máu khỏe bệnh để trở về với quê nhà. Dạ, xin cảm ơn chú. Thì cái năm mới Giáp Thìn 2024 cũng thay mặt cho tất cả các bệnh nhân xin kính chúc là quý thầy, các anh chị trong phòng khám và gia đình một năm mới an nhiên và mạnh khỏe, và chúc cho tất cả các bệnh nhân và như bà con ở xã Vĩnh Kim này có một cái Tết Giáp Thìn thật đầm ấm, vui vẻ, và xin cảm ơn. Tôi xin chúc các thầy được khỏe mạnh, gia đình an khang thịnh vượng, và xin Chúa Mẹ cho các thầy có sức khỏe để điều trị cho các bệnh nhân còn lại. Đối với các nhà hảo tâm rồi con. Và tôi cũng chúc cho các nhà mạnh thường quân bước qua năm mới cũng gia đình cũng hạnh phúc, an khang thịnh vượng, và cũng mong các mạnh thường quân chung tay góp sức giúp đỡ các thầy để làm cái nhà bệnh viện này cho nó xong, để hoàn tất cho tất cả các bệnh nhân còn lại. Sang năm mới thì cô cũng xin chúc cho các bệnh nhân là được mau theo phác đồ của cha đi, được mau khỏe bệnh để trở về với gia đình như cô vậy. Còn các thầy ở đây cũng xin chúc các thầy thì được sức khỏe dồi dào để các thầy chữa theo tâm nguyện của cha, thì để theo là để chữa bệnh cho các bệnh nhân được sự khỏe mạnh để trở về với gia đình. Rồi, chúc các thầy gia đình, chúc các thầy là năm mới đây gia đình đây được hồn an sắc mạnh, để được mọi sự như ý đây, gia đình được mọi sự như ý, được khỏe mạnh đây, bình yên trong gia đình. Năm mới cô chúc các thầy là luôn luôn vui vẻ, điều trị bệnh nhân được tốt nhiều hơn. Cô cũng mong muốn các bệnh nhân mau lành bệnh để về với gia đình. Riêng như giống như cô cũng muốn thấy ở đây là mấy thầy là điều trị bệnh nhân quá tốt luôn, chu đáo. Còn chúc riêng Mạnh Thường Quân như thế nào? Chúc Mạnh Thường Quân là các Mạnh Thường Quân thì nhìn thấy các bệnh nhân, mấy thầy điều trị cho bệnh nhân thì Mạnh Thường Quân cũng vui vẻ để góp sức vô với cộng đồng mọi người bên chỗ điều trị để cho mọi bệnh nhân được khỏe mạnh vui vẻ. Rồi, năm cũ đã qua, năm mới đã đến, tôi cũng chúc bên thầy, bên Thường Quân cũng cảm ơn nhiều, tại giúp đỡ bệnh nhân rất là khỏi bệnh. Xin yêu cầu bên Thường Quân mạnh lên để thương các bệnh nhân, để mỗi thầy để thầy chữa bệnh nhân được lành bệnh, để khỏi bệnh. Con chúc thầy được may mắn và nhiều sức khỏe, và con mong là mọi người ở đây được về nhiều và khỏe mạnh. Con biết mấy cái xây dựng bên đó là của Mạnh Thường Quân đó, con chúc Mạnh Thường Quân cái cho ta, nó muốn ta ủng hộ nhiều coi. Con chúc Mạnh Thường Quân luôn luôn phát tài nhiều tiền và mạnh khỏe, luôn luôn gặp nhiều may mắn. Nhân dịp mà chuẩn bị đến bước sang năm mới, năm Giáp Thìn, con xin kính chúc các thầy cùng các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm, các bệnh nhân và các người nhà bệnh nhân một năm mới an khang thịnh vượng, an phát cát tường. Con xin cảm ơn. Đến đây, Truyền thông Thành Võ xin kết thúc chương trình đặc biệt mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn năm mới vạn sự như ý, ngập tràn niềm vui. Trân trọng kính chào.